Em gái không được đá bóng và cái kết. Tiến lên nào em gái. Ghi bàn nè. Hả? Trời má ơi. Mình thắng rồi anh hai. Em gái cậu có biết đá bóng không đó? Không cho bạn ấy chơi chung nữa. Vậy thì anh em tớ cũng nghỉ chơi luôn. Chúng ta về thôi em gái. Hả? Chật lất hết cả rồi. Em về nhà trước đi. Anh đi làm một cái bàn đá bóng thật vui. Tạm biệt anh hai. Bác bán cho cháu 20 vòng đi ạ. Cá cắn câu rồi. Cháu không chơi nữa đâu. Đi đi, không hẹn ngày gặp lại. Dọn quay nghỉ thôi. Có những mô hình siêu nhân này rồi thì bắt tay làm một cái bản bí lắc thôi nào. Trong lúc chờ đợi thì các bạn bấm đăng ký kênh và thả like cho tớ nha. Bây giờ chỉ cần sâu các mô hình vào gậy nữa là xong rồi. Mẹ và em gái thấy có đẹp không ạ? Xịn còn hơn mua nữa đó. Vậy lại chơi đi em gái. Dứt điểm nè, anh vừa ghi một bàn tuyệt đẹp rồi nhé. Cho bọn tớ chơi cùng với nha. Nên đồng ý không các bạn? Mẹ ơi, cho con đi công viên nước chơi nhé. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi. Mẹ không yêu con đúng không? Thôi được rồi. Lấy được cái nút này ra thì mẹ cho đi. Mẹ hứa rồi đó nha. Nhưng làm sao để lấy nó ra khi ngón tay ngắn quá? Dùng kẹp cũng không được. Thử lắc ngược xuống xem nào. Anh hai cố lên. Làm được thì em sẽ nhờ các bạn đăng ký kênh và thả like cho anh. Nếu được thế thì tớ sẽ cố gắng hơn. Hả? Tớ nhớ ra rồi. Chỉ cần lấy túi ni lông xoắn lại và nhét vào trong chai. Sau đó thổi cho túi ni lông phồng lên. Cuối cùng đắm đầu túi kéo ra là xong. What? Mẹ ơi, con làm được rồi này. Giỏi lắm. Hai đứa vào chuẩn bị hành lý rồi lên đường nào. Các bạn ơi, đăng ký kênh và nhấn like cho anh hai tớ nhé. Vậy là anh em tớ đã được mẹ đưa đi công viên nước chơi rất vui. Các bạn có thích đi công viên nước không? Comment bên dưới cho tớ biết với nhé. Làm bánh kem sinh nhật tặng mẹ. Hôm nay mẹ mua gà rán cho anh em tớ. Mẹ, mẹ ăn đùi gà đi ạ. Mẹ không thích mấy món này và bụng vẫn còn no lắm. Vậy con ăn tiếp đây ạ. Giờ mẹ phải đi làm đây. Con ở nhà trông chừng em gái nhé. Con chào mẹ ạ. Mẹ ngày nào cũng đi làm để kiếm tiền mua nhiều đồ ngon cho anh em tớ. Trong khi đó lại lén ăn bánh bao chay và những món rẻ tiền. Tớ chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mẹ, nên sẽ làm tặng mẹ một cái bánh kem dưa hấu thật ngon. Tớ sẽ đảm nhận việc làm bánh, còn em gái rửa dâu tây. Bây giờ tớ sẽ phết kem lên xung quanh dưa hấu, sau đó trang trí bên trên bằng dâu tây và nho. Em muốn ăn một miếng. Phải đợi mẹ về mới được ăn. Mẹ tớ về rồi. Bọn con chúc mừng sinh nhật mẹ ạ. Bánh kem ở đâu ngon vậy nè? Con và em gái cùng làm đó mẹ. Mẹ cảm ơn hai con. Mẹ hãy ước một điều ước đi. Mẹ sẽ ước ngay đây. Nếu các bạn cũng yêu mẹ như tớ thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Mẹ ơi, cho con xin 50.000. Không có. Có con chuột kìa mẹ. Ôi trời ơi, cứu tôi với. Mau đuổi nó đi giúp mẹ. Hả? Ờ, cái thằng này. Mua bắp ngô đi các bác các cô ơi. Lấy cho bác 5 bắp đi. Cố ngay, bác đợi cháu một lát. 3 cân, 1 đồng 7 mỗi cân, tổng 321 đồng ạ. What? Tính sao hay vậy? Để cháu tính cho bác xem. Cháu mà tính sai thì các bạn sao dám đăng ký kênh và thả like chứ? Đúng chưa mọi người? Ấy nhầm, cháu quên mất dấu chấm. Chuẩn rồi nè, các bạn vẫn sẽ đăng ký kênh và nhấn like phải không? Cuối cùng cũng bán hết số bắp ngô. Lên đường thực hiện kế hoạch tiếp theo nào. Con đang ở đâu thế hả? Con đang vội nên tắt máy đây ạ. Địa điểm này nhìn quen lắm. Muốn chạy đi đâu? Bà ngoại ơi, cháu mua tặng bà máy mát xa chân này ạ. Cháu của bà thật có hiếu. Các bạn có yêu quý bà của mình không? Nếu có thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Bà tin các bạn chắc chắn sẽ làm vậy. Đăng YouTube lắm vào nên bài thi được không điểm thế này. Như vậy mới có nhiều người đăng ký chứ ạ. Với lại con đã cố gắng hết sức rồi. Không nói nhiều, phạt đi quét nhà. Đây chẳng phải quyển sổ ghi kế hoạch học tập của mình sao? Từ đó tớ quyết tâm thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để học bài như trong sổ kế hoạch. Mẹ ơi, bài thi của con được 60 điểm. Với năng lực của con mà được 60 điểm sao? Sao lại không ạ? Lại chép bài của bạn chứ gì? Sau đó, tớ học bài đến hơn 12 giờ đêm để có kết quả tốt hơn. Mẹ ơi, bài thi lần này con được 100 điểm luôn ạ. Chắc chắn con đã điền thêm một số không vào điểm thi phải không? Mẹ, con không phải. Lần này lại định lừa dối mẹ nữa sao? Các bạn tin con nên đã đăng ký kênh và nhấn like rất nhiều đây này. Thế nhưng sao mẹ lại không tin tưởng con chứ? Con ghét mẹ, tớ biết mẹ đã chịu đựng rất nhiều. Nên tớ sẽ học tập chăm chỉ trong tương lai để mẹ không phải thất vọng nữa. Nhưng điều tớ cần nhất lúc này là sự tin tưởng của mẹ. Các bạn đăng ký kênh và nhấn like để giúp tớ với nhé. Làm bánh miễn phí tặng mọi người. Bánh cắt giá thế nào vậy ông chủ? 8 đồng. Cắt cho cháu chỗ này. Có ngay. Hả? 10 lạng 80 đồng. Sao bác nói là 8 đồng? 8 đồng một lạng. Thôi bọn cháu không mua nữa. Cắt rồi thì phải lấy. Không có tiền thì để xe lại đây. Bị giữ mất xe rồi thì phải làm sao đây anh hai? Anh đã có cách rồi.
tớ sẽ làm một cái bánh cắt ngon hơn của bác ấy. Việc đầu tiên cần làm là rang chín 12 loại hạt khác nhau. Sau đó đổ đường phèn vào chảo và thêm nước cùng một ít mạch nha. Bật bếp rồi liên tục đảo đều đến khi hỗn hợp sánh lại. Sau đó đổ tất cả các loại hạt vào, rồi trộn đều lên cho ngấm đường. Cuối cùng, múc bánh để vào một cái khuôn đặt bên trên màng bọc thực phẩm. Trang trí mặt trên bằng một số loại hạt là xong rồi. Các bạn muốn ăn thử thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Bánh cắt miễn phí đây. What? Đâu cho bọn tớ xin một miếng nào. Định pha đám việc làm ăn của tôi hả? Tiểu Bảo và món quà đầu năm học. Bọn em chào chị Hân Hân. Ở đâu ra hai cái bình nước đẹp vậy ạ? Quà chị tặng hai đứa đầu năm học đấy. Em thích cái màu hồng này. Chị cũng thích màu hồng. Thôi đừng tranh nhau nữa. Đưa nó cho em vì em rất ngoan. Của em cũng ngoan mà. Được rồi, vậy để xem ai làm chị hài lòng nhất nào. Có trái cây ở đây, em hái cho chị ăn nhé chị Hân Hân. Chị Hân Hân, em hái xong rồi nè. Thực sự rất nhanh. Em tuy chậm hơn nhưng nhiều hơn phải không? Nghe cũng hợp lý, xem như hai đứa hòa nhau lần này. Chị Hân Hân, em tìm được cây hoa màu tím. Rất vui khi được tặng nó cho chị ạ. Hoa của em không những đẹp, mà còn có thể làm áo bông vào mùa đông. Hai đứa đúng là cân tài cân sức. Hay là bọn em chơi ẩn tù tì nha chị. Ẩn tù thì ra cái gì ra cái này. Em thắng rồi nhé, lần sau chị sẽ thắng lại cho xem. Giờ thì hai đứa lại nhận bình nước của mình đi nào. Các bạn cũng thích màu hồng như tớ thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Để chị dẫn em đi lấy nước. Thử thách đếm hạt trong trái dưa hấu. Lại thêm một bạn đăng ký kênh muốn tớ đếm xem trong trái dưa hấu có bao nhiêu hạt. Thật ra tao cũng tò mò muốn biết. Đăng ký kênh chưa? Tớ đùa đấy, tớ sẽ bắt đầu ngay đây các bạn. Nhưng đếm thế nào bây giờ? Hãy ăn nó rồi nhổ hạt ra là được thôi mà. Thông minh đột xuất. Ăn miếng bé thôi kẻo nghẹ. Ngọt quá, thử thách lần này có vẻ sướng nè. Sao vậy má? Lỡ nuốt một hạt. Có khi nào nó mọc cây trong đó không? Được rồi, nhổ hạt ra đi. Sau đó tớ đã có kinh nghiệm hơn trong việc phun hạt. Ngọt quá, còn nửa trái dưa này tính sao? Mày ăn nó giúp tao nhé. Vậy là tớ đã có người trợ giúp nên việc nhặt hạt nhanh chóng hơn. Cuối cùng tất cả đã được nhặt sạch hạt rồi. Bây giờ tớ sẽ xếp hạt lên bàn để đếm. Mỗi một hàng có 10 hạt và có tổng cộng 36 hàng. Nhân lên sẽ được 360. Dư 4 hạt, tớ nuốt mất 2 hạt, vậy tổng là 366 hạt. Mày tính sai rồi. Vì tao cũng nuốt mất 2 hạt nữa. Vậy là bao nhiêu nhỉ các bạn? Anh trai làm hỏng thú bông của tớ. Và chắc chắn là ổng chứ không ai hết. Anh ấy đây rồi. Có chuyện gì? Vết dầu này ở đâu ra? Nhìn nhé, khi ăn vết dầu sẽ rơi ra bàn. Sau đó con khủng long tự đi tới. Nghe có hợp lý không vậy? Rất là hợp lý luôn. Vì nếu anh không thích nó thì sẽ dẫm lên như này. Ôi trời ơi. Anh mà không rửa sạch thì liệu hồn. Không sạch được. Nói thật lòng đó, mẹ giúp con một việc. Nói đi. Giúp con tẩy vết dầu ở đây được không ạ? Đưa nó đây cho mẹ. Xong rồi đó. Thôi chết con rồi. Thế nào rồi anh hai? Đây mày kiểm tra lại đi. Các bạn thấy nó bất ổn thì đăng ký kênh và nhấn like nha.